mười vị ma hầu la già vương này làm thượng thủ trong chúng ma hầu la già vương ngoài ra còn có vô lượng vô biên ma hầu la già vương không thể tính đếm được những vị ma hầu la già vương này đều siêng năng tu tập pháp phương tiện rộng lớn khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn cắt đứt lưới mu si không còn bị trói buộc mà đắc được trí huệ tự tại ở trên là chúng thứ tư ma hầu la già vương lại có vô lượng dạ xoa vương đó là dạ xoa vương tỷ sa môn dạ xoa vương tự tại âm dạ xoa vương nghiêm trì khí trượng dạ xoa vương đại trí huệ dạ xoa vương diệm nhãn chủ dạ xoa vương kim càng nhãn dạ xoa vương dũng kiện tý dạ xoa vương dũng địch đại quân dạ xoa vương phú tư tài dạ xoa vương lực hoại cao sơn phương bắc thiền vương tên là tỳ sa môn dịch là đa văn vì phước đức của vị này danh truyền khắp bốn phương cho nên được tên này vị này quản lý hai bộ chúng một là dạ xoa quỷ nam hai là la sát quỷ nữ dạ xoa là tên của loài quỷ dịch là tiệp khoái vì hành động của chúng rất cấp tốc mau chóng lại dịch là khổ hoạt vì sự sinh hoạt của chúng rất khổ sở Dạ xoa có rất nhiều loại như dạ xoa đi trên không, dạ xoa đi dưới đất vân vân. Dạ xoa không hành đi trên không có hai cánh dài bay được ở trong không trung thiên biến vạn hóa, có khi hiện màu đỏ, có khi hiện màu lam, có khi hiện màu vàng, bất cứ là màu gì cũng đều có một thứ ánh sáng đen tối. Thứ ánh sáng này rất lợi hại. Thân thể của chúng có khi biến làm thân người đầu thú hoặc đầu trâu bò ngựa vân vân làm cho người sợ hãi chúng rất thích làm nhiễu loạn người dạ xoa đi dưới đất càng làm cho người khiếp sợ đầu tóc của chúng màu lửa ngọn cao mấy trượng mắt thì một con ở trên đảnh môn một con ở dưới lồng mày hình thù rất quái dị hoặc là hình tam giác hoặc là hình bán nguyệt còn lỗ mũi thì một lỗ hướng lên trời một lỗ hướng xuống đất giống như xúc giác của con sen, có khi duỗi ra, có khi rụt vào. Còn lỗ tai thì một lỗ ở trước, một lỗ ở sau, hình thù thật là khiếp sợ, khiến cho người thấy phải khiếp vía. Chúng chẳng thích giúp đỡ người, chuyên môn muốn hại người. La sát cũng là tên của bài quỷ, la sát dịch là đáng sợ, vì chúng thường làm cho người phá giới làm tổn hại huệ mạng cho nên được tên này. La sát có hai loài, một là ái la sát, một loài gọi là kiến la sát. Sự tác quái của ái la sát ví như người muốn tu hành căn bản cũng có tránh chi tránh kiến, nhưng mê tình quá sâu nặng, bị nước ái trói buộc. Vì sức mạnh của ái trói buộc cho nên ý niệm trước thì muốn tu hành, ý niệm sau thì muốn kết hôn. Trong một niệm khởi một niệm diệt, vì bị sức mạnh của ái tình trói buộc quá lợi hại, do đó mà phá giới, do đó ái la sát ta quái, làm cho người tu đạo chẳng có định lực. Kiến la sát là tà tri tà kiến, không đúng cũng nói đúng, không thừa nhận chỗ sai lầm phạm giới lại nói không phạm. Trong kinh lăng nghiêm có nói rằng, tỳ kheo ni bảo liên hương nói dâm dục chẳng phải sát sinh, chẳng phải trộm cắp, chẳng có nghiệp báo sau bị đọa vào địa ngục cô gián thứ tư tưởng này giống như là sát thật đáng sợ lại có vô lượng vô biên dạ xoa vương loài dạ xoa này bay trên không ăn người cho nên bồ tát thị hiện làm vua của chúng quản lý ái la sát và kiến la sát không cho hại pháp thân huệ mạng của người vị dạ xoa vương thứ nhất tên là tỳ sa môn vì vị này quản lý những dạ xoa không giữ quy củ cấm dạ xoa gây tai họa cho người cho nên được tên này vị dạ xoa vương thứ hai tên là tự tại âm vì âm thanh của vị này rất tự tại phi thường bất cứ âm điệu gì cũng đều có thể biểu diễn được cho nên được tên này vị dạ xoa vương thứ ba tên là nghiêm trì khí trượng vì vị này rất trang nghiêm và cầm giữ vũ khí và nghi trượng cho nên được tên này. Vị dạ xoa vương thứ tư tên là Đại Trí Huệ. Vì vị này có đại trí huệ, quan sát được vọng tưởng của dạ xoa và la sát đang hại người, cấm chúng hành động nên được tên này. Vị dạ xoa vương thứ năm tên là Diệm Nhãn Chủ. Vì con mắt của vị này phát ra ánh sáng như lửa ngọn, khiến cho dạ xoa và la sát sinh tầm sợ hãi cho nên được tên này vị dạ xoa vương thứ sáu tên là kim cang nhãn vì mắt của vị này phóng quang giống như đá kim cang thứ ánh sáng này rất sáng vô cùng cho nên được tên này vị dạ xoa vương thứ bảy tên là dũng kiện tý vì sức mạnh cánh tay của vị này mạnh nhất có thể rời núi lấp biển cho nên được tên này vị dạ xoa vương thứ tám tên là dũng địch đại quân vì vị này không những dũng cảm mà còn có trí thao lược bất cứ có bao nhiêu mà quần đều chống lại được. Vị này biết người biết ta, bách chiến bách thắng, cho nên được tên này. Vị dạ xoa so vương thứ 9 tên là Phú Tư Tài, vì vị này là đại phú ông, có rất nhiều tiền tài châu báu và vật chất, cho nên được tên này. Vị dạ xoa so vương thứ 10 tên là Lực Hoại Cao Sơn, vì sức lực của vị này lớn vô cùng. Một quyền có thể đánh sập núi hoặc trẻ làm hai, cho nên được tên này. Có vô lượng dạ xoa vương như vậy làm thượng thủ, các vị dạ xoa vương này siêng năng bảo hộ tất cả chúng sinh. Bởi vị dạ xoa vương này làm thượng thủ trong chúng dạ xoa vương, ngoài ra còn có vô lượng vô biên không thể tính đếm được. Những vị dạ xoa vương này không những không gây phiền não cho chúng sinh mà còn bảo hộ chúng sinh, khiến cho chúng sinh được bình an vì chúng đều là bồ tát thị hiện cho nên chẳng giống những dạ xoa khác ở trên là chúng thứ năm dạ xoa vương lại có vô lượng các đại long vương đó là long vương tỷ lâu bác xoa long vương xa kiệt la long vương vân âm diệu tràng long vương diệm khẩu hải quang long vương phổ cao vân tràng long vương đức xoa ca long vương phổ biên bộ long vương thành tịnh sắc long vương phổ vận đại thanh lòng vương vô nhiệt não, lại có vô lượng vô số đại long vương. Long rồng thuộc về đường xúc sinh, nhưng chúng có thần thông biến lớn hóa nhỏ. Lớn thì chấn đầy biển cả, nhỏ thì ẩn tàng ở trong hạt bụi. Lúc ẩn lúc hiện, khi ẩn thì nhìn chẳng thấy, khi hiển thì hiện ra. Chúng có bản lãnh biến hóa vô cùng như vậy, lại có oai lực không thể sánh được. Đáng lý ra chúng phải sung sướng khoái lạc, nhưng chúng cũng có bốn thứ thống khổ. Một, khổ về làm thức ăn cho chim đại bàng. Thứ chim này chuyên ăn rồng, ngoài 10 vạn 8 ngàn dặm có thể thấy rồng dưới nước, tức là rồng sắp chết, lập tức bay đến bắt ăn. Hai, hành dâm thì khổ, rồng được rồng cái giao hợp, đuôi thì phải hiện ra hình thể con rắn, sự biến hóa này phải chịu đủ thứ thống khổ ba khổ về trùng ở trong da rồng có rất nhiều con trùng nhỏ ăn thịt uống máu rất ngứa ngáy khó chịu đó cũng là khổ phương tây thiên vương tên là tỷ lâu bác xoa dịch là quảng mục vì cặp mắt của vị này có đủ thứ màu thấy rộng bốn phương cho nên được tên này vị thiên vương này quản hạt hai bộ một là rồng hai là phú đơn na bốn khổ về cát nóng đốt thân vì trong da có trùng rồng bèn đến bãi cát nóng dùng cát trà lăn cho hết ngứa nhưng cát bị ánh nắng mặt trời do đó cát rất nóng khiến cho rồng cũng khó mà chịu được đó cũng là khổ rồng có bốn thứ sinh sinh bằng thai bằng trứng bằng biến hóa và sinh bằng ẩm thấp biến hóa thành rồng có năm loài một voi hóa rồng hai rắn hóa rồng 3. Ngựa hóa rồng 4. Cá hóa rồng 5. Ếch hóa rồng Voi hình rồng, Long Vương thiện trụ là chủ Rắn hình rồng, Long Vương nan đà là chủ Ngựa hình rồng, Long Vương an bà đạt đa là chủ Ếch hình rồng, Long Vương mana tư là chủ năm vị Long Vương đại biểu năm hình rồng Tâm sân loài rồng rất nặng, thích nóng giận, chuyên phóng chất độc hại người vì quá khứ chúng siêng tu pháp đại thừa cho nên có thần thông nhưng không giữ giới luật do đó bị đọa làm súc sinh nhiệm vụ của chúng là giữ cung điện cõi trời nổi mây làm mưa bảo hộ phật pháp phú đơn na là tên của loài quỷ dịch là sú ngạ quỷ trên thân của chúng bày ra một thứ mùi hôi thối thứ mùi hôi này nếu người nào hít vào thì sẽ bị sốt nặng mất tự chủ mất trí chúng dùng pháp thuật này để hại người cho nên gọi là nhiệt tật quỷ lại có vô lượng vô biên đại long vương những đại long vương này đều là đại bồ tát thị hiện để quản lý rộng độc không giữ quy cụ không để cho chúng nổi gió làm sóng hại người càng không để cho chúng phun chất độc hại người vì đại long vương thứ nhất tên là tỷ lâu bác xoa dịch là quảng mục là một trong bốn vị thiên vương thống lãnh phương tây vị vị này quản lý rồng không giữ giới luận cho nên được tên này vị đại long vương thứ hai tên là sa kiệt la dịch là hải vì vị, vị này là hải long vương quản lý tất cả rồng trong biển cho nên được tên này vị đại long vương thứ ba tên là vân âm diệu tràng vì vị, vị này phát ra một thứ âm thanh ở trong hư không biến thành mây hình bảo tràng cho nên được tên này vị đại long vương thứ tư tên là diệm khẩu hải quang vì trong miệng của vị này phun ra lửa ngọn lại ở trong biển phóng quang cho nên được tên này vị đại long vương thứ năm tên là phổ cao vân tràng vì vị này hiện ra mây cao khắp hết giống như tràng báu cho nên được tên này vị đại long vương thứ sáu tên là đức xoa ca đức xoa dịch là năng hại ca dịch là sở hại rồng là năng hại, chúng sinh là sở hại. Khi rồng nổi giận, thì bất cứ chúng sinh nào mà vị này thấy đều sẽ bị độc mà chết. Lại dịch là đa thiệt vì vị này thích nói hơn các dòng khác, cho nên được tên này. Vị Đại Long Vương thứ bảy tên là Vô Biên Bộ, chẳng có nơi nào mà vị này chẳng đến được, cho nên được tên này. Vị Đại Long Vương thứ tám tên là Thanh Tịnh Sắc, vì vị này có màu sắc thanh tịnh mà không tạp nhiễm cho nên được tên này. Vị Đại Long Vương thứ 9 tên là Phổ Văn Đại Thanh. Vì âm thanh của vị này rất cao xa diệu vợi, truyền đạt đến khắp bốn phương cho nên được tên này. Vị Đại Long Vương thứ 10 tên là Vô Nhiệt Não. Vì vị này đắc được Pháp Thanh Lương, chẳng có nhiệt phiền não cho nên được tên này. Có vô lượng số Đại Long Vương như vậy làm thượng thủ, các vị đại long vương này đều siêng năng tu tập, nổi mây làm mưa, khiến cho nhiệt não của tất cả chúng sinh đều tiêu diệt. Mười vị đại long vương này là đại biểu thượng thủ các đại long vương khác, ngoài ra còn có vô lượng vô biên đại long vương. Những vị đại long vương này đều siêng năng tinh tấn tu tập Phật Pháp. Nhiệm vụ của chúng là nổi mây làm mưa, làm cho chúng sinh tiêu diệt nhiệt não đắc được thanh lương chúng là một trong tám bộ đại hộ pháp thiện thần ở trên là chúng thứ sáu đại long vương lại có vô lượng kiêu bàn trà vương đó là kiêu bàn trà vương tăng trưởng kiêu bàn trà vương long chủ kiêu bàn trà vương thiện trang nghiêm tràng kiêu bàn trà vương phổ như ích hành kiêu bàn trà vương thậm khả bố ý kiêu bàn trà vương mỹ mục đoan nghiêm kiêu bàn trà vương cao phong huệ kiều bàn trà vương dũng tiện Tí, kiều bàn trà vương vô biên tịnh hoa nhãn kiều bàn trà vương quảng đại thiên diện a à, tu la nhãn thiên vương phương nam tên là tỳ lâu lạc xoa dịch là tăng trưởng vì vị này có thể làm cho căn lành của mình và người đều tăng trưởng cho nên được tên này vị này quản lý hai bộ một là kiều bàn trà hai là quỷ yểm mị kiều bàn trà là tên của loài quỷ dịch là quỷ đông qua vì hình thù giống như đông qua chẳng có đầu cũng chẳng có tứ chi lại dịch là úng quỷ vì hình thù của chúng như hũ rượu miệng nhỏ bụng to đây là loài quỷ hại người chúng đến các nơi tìm người âm thạnh dương suy để hại loài quỷ này khinh sợ